Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tôn Đức Ngọc đây. Tôn Đức Ngọc và đội ngũ Team Kulen chuyên làm những cái bất động sản ăn theo câu chuyện vành đai 3 hay là những cái bất động sản tại đảo Long Phước cũng như những cái tuyến đường kết nối vào dự án Vinhome Golden Park. Và trong cái thời điểm này, nếu mà muốn có giao dịch bất động sản thì các cái thành phần tham gia ở trong thị trường bất động sản như địa chủ, quan khách hay là những cái đối tác hợp tác thì cần phải có cái sự tôn trọng hợp lý chứ đừng có vô lý. Và trong cái video này thì Tôn Ngọc sẽ chia ra làm ba cái trường hợp để giúp cho anh chị và các bạn có thêm những cái thông tin, anh chị và các bạn có thêm những cái góc nhìn để mình có được những cái bài học ứng dụng vào trong cái quá trình đi đầu tư của mình trong cái tầm nhìn từ 2024 đến 2027. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Tôn Ngọc luôn biết ơn anh chị vì hành động đó. Tôn Ngọc hay nói vui, chủ đất thì mình gọi là địa chủ, hay như Tôn Ngọc cũng là một cái người cũng vừa đi mua và vừa đi bán. Tôn Ngọc cũng sở hữu khá là nhiều những cái quỹ đất lớn. Như ngày xưa thì đất lớn thì gọi là đại gia, thì đấy là những cái mà Tôn Ngọc nói vui thôi. Và ý của Tôn Ngọc ở trong cái video này thì tất cả chúng ta đang xem video đây, ai rồi cũng sẽ có sở hữu cho mình những cái bất động sản, và trong cuộc đời thì cũng sẽ có khi thì mình sẽ là đi mua, khi thì mình sẽ là đi bán. Và trong cái video này thì Tôn Ngọc sẽ chia sẻ ở một số cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề hãy hợp lý chứ đừng có vô lý. Và trong quá trình làm việc thì mình cần phải cái sự thấu hiểu, tôn trọng nhau thì mới đi ra được cái kết quả. Thì cái câu chuyện số 1 thì Tôn Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị em và các bạn đây, nó liên quan đến cái câu chuyện về cái sự không hiểu biết, cụ thể là cái vấn đề về định giá của bất động sản. Ví dụ tại vị trí Tôn Ngọc đang ngồi đây là phân khu The Beverly Solari, chỉ cách vị trí Tôn Ngọc đang ngồi đây rơi vào khoảng 300m thôi, thì đây là một cái chủ đất mà là bạn của bạn, gọi là bạn thân của ông chú của Tôn Ngọc, thì chú cũng đã gần 90 tuổi rồi và hiện tại chú có một cái quỹ đất là 5.000m tại kế bên cái phân khu The Rivers của chủ đầu tư Masterite Home, với một cái mức ngân sách tài chính cho những căn dinh thự này từ 200 đến 700 tỷ cho một căn. Và đối với lại cái hàng xóm của chú thì ở ngoài mặt tiền, và cái thời kỳ đền bù giải phóng mặt bằng thì được đền bù là 40 triệu một mét vuông. Thì chú cũng mong muốn rằng cái lô đất của chú thổ cư hay là cây lâu năm hay như thế nào không biết, bạn chú 40 triệu một mét thì chú cũng phải 40 triệu một mét. Và gần như chú giữ khăng khăng cái giá này rơi vào khoảng gần 5 năm nay. Và trong gần 5 năm nay thì cái bất động sản trên nó sẽ không giao dịch được, dẫn đến là nó sẽ bị nhỡ việc của chú trong cái câu chuyện liên quan đến chia lại của cải cho con cái, hoặc những cái dự tính để liên quan đến cái vấn đề hưởng thụ tuổi già, mà bây giờ thì nó không giải quyết được thì nó cũng là một cái gì đó nó cũng rất là gây ra cái sự lãng phí về cơ hội. Và cái câu chuyện này thì nó nằm ở cái vấn đề liên quan đến cái yếu tố đó là mình phải biết cái kỹ năng để định giá được một cái bất động sản, để đưa ra được một cái giá hợp lý để mình chào bán, thì những cái bất động sản như vậy thì nó mới có thể trôi được ở trong cái thị trường bất động sản. Và đặc biệt đối với lại những cái ngân sách từ 5 đến 10 triệu đô thì đối với lại những cái bất động sản như thế này thì cần phải có những cái người có thật sự có kiến thức cũng như am hiểu về định giá sẽ tư vấn để chia sẻ cho chú có được những cái thông tin để giúp chú sớm giải quyết được vấn đề. Thì đấy là cái trường hợp số 1. Và cái trường hợp số 2 thì cái câu chuyện ở đây thì nó liên quan đến, gọi là Tôn Ngọc cũng nói vui, gọi là quan khách đi. Thì đôi khi Tôn Ngọc cũng là một cái người đi mua bán bất động sản. Đối với lại cái thị trường bất động sản Bình Phước, Tây Nguyên hay Bình Thuận, thì khi mà đi làm việc với những đối tác anh chị em môi giới thì Tôn Ngọc rất là tôn trọng họ. Ví dụ như ngày hôm đó họ hỗ trợ Tôn Ngọc đi xem đất thì có thể Tôn Ngọc sẽ mời họ ăn uống và có thể cà phê một cái phong bì 500 đến 1 triệu để mình gọi là
mình cho đi trước để mình nhận lại sau. Và đối với lại những anh chị môi giới mà đã nhận được những cái một chút cò như vậy, thì cái câu chuyện là khi mà họ có những cái hàng thơm, hàng xịn thì gần như mình cũng sẽ được ưu tiên. Và đây thì nó cũng là một cái cách làm của Tôn Đình Ngọc thôi, chứ cũng không phải là mình dạy khôn anh chị và các bạn đang xem video đây. Hay là trường hợp mới gần đây nhất của một cái con khách ở trên kênh YouTube của Tôn Đình Ngọc, thì đối với cái con khách này thì họ cũng có một cái ngưỡng tài chính đâu đó khoảng 3-4 tỷ thôi, mà khi mà chủ động inbox cho Tôn Đình Ngọc và Tôn Đình Ngọc bảo là cái nhu cầu mình mua để đầu tư ở và cái ngân sách tài chính như thế nào, thì Tôn Ngọc nắm được cái thông tin. Và sau đó thì Tôn Ngọc xin số điện thoại, thì anh ấy bảo rằng bạn cứ gửi cái thông tin đi, nếu mà cảm thấy hợp thì mình đi xem, và khi mình đi xem thì mình sẽ gọi điện. Thì Tôn Ngọc thấy rằng ở trong cái mối quan hệ hời hợt, thiếu cái sự cân nhắc và thiếu cái sự gọi là tôn trọng nhau như vậy, thì Tôn Ngọc sẽ bảo xin phép đối với lại những cái khách hàng mình không hiểu về khách hàng, thì mình cũng xin phép sẽ không có tư vấn những cái bất động sản này. Còn nếu mà bạn yêu quý kênh YouTube của Tôn Đình Ngọc thì bạn cũng có thể xem ở trên kênh. Còn đối với lại cái tư vấn về đầu tư mua hoặc bán ấy, thì Tôn Ngọc xin phép sẽ không có tư vấn. Và như anh chị em và các bạn biết rằng, để xây được một kênh YouTube như thế này thì Tôn Đình Ngọc cũng phải xây dựng đội ngũ, phải tốn chi phí cũng như trang thiết bị, cũng như tâm huyết về thời gian để ra được những cái video, để lên cái số điện thoại ở trên cái video này để kết nối cùng với anh chị. Có nghĩa là Tôn Ngọc đã bỏ ra trước và đã chia sẻ thông tin đi trước rồi, mà đôi khi mình chỉ xin một cái số điện thoại mà cái đối tác thì lại không cho, thì Tôn Ngọc thấy rằng cái mối quan hệ này nó sẽ không đi xa được. Và mình đã bỏ ra khá là nhiều như vậy rồi mà mình cũng không nhận được một cái sự thiện chí ở trong đây, thì đương nhiên những cái mối quan hệ như thế này thì mình cũng sẽ không nên tiếp tục làm gì, tại vì như vậy nó sẽ mất thời gian. Và Tôn Ngọc hay nói vui những cái dạng thế này thì mình chia tay sớm để bớt đau khổ. Và cái dạng cuối cùng thì đó là một trong những cái sự gọi là thiếu cái sự tôn trọng đối với cái quá trình đi làm việc. Thì trong quá trình xây dựng kênh YouTube thì Tôn Ngọc có làm những cái bất động sản tại tái định cư Phước Thiện, nơi có cái câu chuyện Vành Đai Ba đi qua đây và đối diện của Vinhome miền Bắc. Thì Tôn Ngọc cũng nhận được khá là nhiều cái sự quan tâm của những anh chị chủ đất của những cái khu tái định cư Phước Thiện, hay là những cái bất động sản ở đảo Long Phước, cũng như những cái mặt tiền đường ở trong cái khu vực mà Tôn Đình Ngọc làm ở xung quanh Vinhome Grand Bắc, hay là những cái bất động sản là đó là những cái chủ của những cái căn gọi là biệt thự hoặc là những cái căn boutique villa. Thì đối với lại những cái anh chị này có thật là nhiều tiền, thì đôi khi Tôn Ngọc thấy những anh chị đó thật là đơn giản và thật là giản dị, và cách làm việc thì họ cũng rất là biết trân trọng và tôn trọng những cái đối tác. Và đối với cái trường hợp này thì đó là một cái chị khách, và chị khách này thì Tôn Ngọc cũng chưa có gặp mặt và cũng tương tác với Tôn Ngọc khoảng 2-3 lần ở trên kênh YouTube, cũng như xin số Zalo và kết bạn. Thì chị ấy cũng có hỏi rằng đối với cái vị trí của cái lô đất của chị ấy có đẹp không, và với cái kinh nghiệm làm bất động sản lên đến 10 năm thì Tôn Ngọc biết rằng đối với cái chị khách này thì chị ấy muốn nghe cái câu trả lời như thế nào. Và thêm với cái thông tin nữa, căn lô đất của nhà chị ấy hướng đông, thì Tôn Ngọc thấy rằng thì để khen chị ấy một chút, thì Tôn Ngọc bảo là lô đất của nhà chị á thì tốt là để ở, tuy nhiên á là trước khi để ở xây nhà thì cần phải có những cái thầy phong thủy để chấn lại một chút về phong thủy, bởi vì cái lô đất nhà chị là bị đâm hông. Và mình thấy cái tin nhắn trả lời của chị đâm hông là như thế nào thì mình cũng thấy giật thốt lên. Cái câu chuyện đó là mình chia sẻ cho chị là để cho chị biết cái vấn đề. Thế xong là mình cũng với cái kinh nghiệm làm việc của mình khá là nhiều rồi mà, thì mình cũng biết rằng là họ cũng không muốn nghe cái vấn đề. Đôi khi đó là những cái đứa con tinh thần, lô đất đó là cả một cái sự tâm huyết, đôi khi đó là cũng cả là một cái niềm tin đã được ai đó trao trước đó, hoặc rất là nhiều cái vấn đề. Hay là Tôn Ngọc ví dụ ở trong một vài cái câu chuyện, ví dụ một số anh chị mà mua đất ở thời kỳ 2021 ở quý 3 quý 4 đến 2022 mà mua một cái lô đất 20 tỷ đi, thì bây giờ đu đỉnh 20
đến 30%, thì bây giờ là tương ứng với lại khoảng 5 đến 6 tỷ. Mà khi mà Tuấn Ngọc nói về cái giá của thị trường hiện tại á, thì đôi khi ánh mắt của những anh chị chủ đất đó nhìn Tuấn Ngọc theo kiểu á, là mày mới lấy của anh của chị 5 tỷ, 6 tỷ. Và đương nhiên thì Tuấn Ngọc cũng sẽ là muốn nghe cái thông tin thật, muốn nghe thông tin thị trường thì Tuấn Ngọc tư vấn. Còn muốn nghe những cái thông tin mà gọi là không đi đến vấn đề á, thì Tuấn Ngọc không có thời gian để tiếp những cái việc đó. Tại vì Tuấn Ngọc còn phải làm, còn phải phấn đấu và còn phải cố gắng, nên thành ra Tuấn Ngọc sẽ không có thời gian dành cho những cái việc đó. Thì trở lại cái câu chuyện của chị gái này, đối với lại những cái video thì Tuấn Ngọc cũng chia sẻ để anh chị em và các bạn biết rằng, đối với khu tái định cư Phước Thiện đi, thì mình cũng phải hiểu rằng những cái trục đường nào là những cái trục đường A cộng, sau đó đến trục đường A, sau đó đến trục đường B và sau đó đến trục đường C. Ví dụ như trục đường A cộng của khu tái định cư Phước Thiện thì nó rơi vào cái trục đường Phước Thiện đối diện của Vinhome Grand Park, được gọi là đi kẹp hông của Vinhome Grand Park, và quy hoạch lên đến 30 m. Thứ hai đó là cái trục đường 9A, đó là trục đường xuyên thẳng vào cái dự án Vinhome Grand Park, thì khi đó thì đó mới là cái gọi là vị trí đẹp, vị trí A cộng. Hay là những cái vị trí A thì đó là những cái trục đường 20 m, đó là trục đường 8A, nó kết nối từ cái khu đường song hành Vành đai 3 đi qua cái khu tiện ích thể chất cũng như giáo dục trường cấp 3, trường cấp 1 và kết nối ra đường Nguyễn Xiển, và độ rộng nó là 20 m, vỉa hè nó rộng thì nó mới là cái loại A. Hay là cái trục đường 5A nó xuyên thẳng vào phân khu The Origami với độ rộng là 16 m thì nó với là những cái dạng B chẳng hạn. Hay là những cái trục đường như trục đường 4A, một số cái trục đường là 16 m mà kinh doanh buôn bán sầm uất, thì đó với là những cái trục đường thuộc cái nhóm B. Còn đối với là những trục đường mà 10 m hoặc là 12 m thì nó cũng là những cái trục đường tốt để ở thôi, chứ còn mà bảo mà cái vị trí đẹp hay không thì những cái vị trí này so với những trục đường kia thì không có thể đẹp. Còn đương nhiên anh chị và các bạn là những cái người mà sở hữu một cái tài sản nhiều như vậy thì đâu đó cũng là thuộc những cái phần trăm số nhỏ của xã hội rồi. Và khi cái câu chuyện nó dừng lại, nó không dừng lại ở đây, mà khi mà Tuấn Ngọc gửi cái đường link về cái video của một cái anh bạn nào ở trên YouTube, Tuấn Ngọc search và Tuấn Ngọc gửi cho chị ấy để chị ấy xem để biết cho nó khách quan, thì chị ấy bảo tào lao, cái thằng này trên răng dưới dép. Thì mình thật sự là mình thấy là cái câu chuyện là cái ánh mắt của chị này có một cái gì đó về cái vấn đề nhìn về đời nó cũng khá là có một cái gì đó nó cũng không được tích cực lắm. Và đến đây thì Tuấn Ngọc vào cái ngày hôm đó thì đâu đó rơi vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, cách đây khoảng 2-3 ngày. Thì hôm nay Tuấn Ngọc rảnh thì ngồi làm video để tâm sự thôi. Thì Tuấn Ngọc mới bảo là nếu vậy thì thôi mình dạ. Và sau đó thì cũng sẽ không có nhắn tin nữa, vì Tuấn Ngọc biết rằng có nhắn tin nữa thì chị ấy cũng không hiểu như thế nào là đâm đường, không hiểu như thế nào là cái bất động sản mà đẹp. Bởi vì đôi khi có thể là trước đó chị ấy được cài đặt mindset là cái bất động sản nó đẹp, hoặc chị ấy muốn ở một cái hai cái việc làm khó của đối với lại một cái người ở trong cái cuộc sống này. Một là nhét cái tư duy của mình vào đầu thằng đối diện, hai nữa là móc tiền trong túi cái thằng đối diện. Thì khả năng là chị ấy muốn rằng chị ấy muốn đưa cái tư duy của chị ấy về cái lô đất ấy đẹp cho mình, để mình đi mình bán hàng, mình chào hàng, mình cho thuê các kiểu. Thì thực ra Tuấn Ngọc cũng là một nhà môi giới, cũng là một nhà đầu tư, và Tuấn Ngọc cũng sẽ hiểu rằng cái việc gì mình nên làm, việc gì mình không nên làm. Chứ còn ở trong cái câu chuyện này thì thực ra nó cũng quá là nực cười. Và đối với Tuấn Ngọc thì những cái chuyện mà vô lý trong cái quá trình đi làm việc như vậy á, thì mình cũng gặp rất là nhiều. Thì trong cái video này thì Tuấn Ngọc cũng muốn chia sẻ rằng cái câu chuyện này nó là như vậy. Và nếu mà chị có nghe được cái câu chuyện này thì cũng đừng có buồn hay đừng có giận em hay như thế nào cả. Và tại vì cũng không ai biết chị là ai. Và hai là đây thì nó cũng là một cái chia sẻ để đâu đó thì Tuấn Ngọc muốn lan tỏa những cái điều nó hợp lý hơn, nó tích cực hơn, để từ những cái hợp lý, từ những cái tích cực đó thì nó mới chuyển ra được những cái giao dịch, và để giúp cho những cái thành phần tham gia trong thị trường như người bán, người mua, đơn vị môi giới hay là những cái cơ quan quản lý nhà nước có
thêm được nhiều giao dịch thì mọi người ai cũng có thể kiếm được tiền, thì đó là cái điều rất là vui. Và ở trong một cái video này thì Tôn Ngọc xin phép được truyền đến cho anh chị và các bạn những cái thông điệp rằng đối với lại những cái địa chủ, những cái con khách hay là tất cả những cái thành phần tham gia vào thị trường bất động sản thì nên có một cái sự tôn trọng hợp lý chứ đừng vô lý ở trong các cái giao dịch, để giúp cho những cái giao dịch nó trở nên nó nhanh hơn và giúp cho tất cả chúng ta đều vui vẻ và cùng chiến thắng ở trong những cái giao dịch trên. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Còn nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Đình Ngọc và đội ngũ team Coolen góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.